Chương trình Mang Tết Về Nhà năm 2021 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp tổ chức là dịp hỗ trợ những sinh viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ và ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 về quê đón Tết sum vầy bên gia đình. Sau khi mà em nhận được cái thông báo là chương trình sẽ hỗ trợ 3.000 vé xe cho sinh viên về, thực ra rất là vui và hạnh phúc. Nhận được vé khứ hồi nên là đỡ được rất là nhiều tiền. Em đã dành được một khoản tiền có thể lì xì cho ba mẹ. Rất là hạnh phúc ạ. Tại Tết, ba bữa Tết này tiền xe nó đắt quá. Mình cũng khó khăn là giờ có cái đoàn từ thiện đây, chị cũng rất mừng, vui vẻ giờ gặp gia đình. Với 3.000 tấm vé hỗ trợ từ ban tổ chức, những sinh viên, thanh niên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã có điều kiện về quê đón Tết. Đây là năm đầu tiên chương trình Mang Tết Về Nhà được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ tại các tỉnh miền Trung. Trước khi lên xe thì cũng đã được khai báo y tế, cũng đo thân nhiệt và trên xe cũng đã có bố trí có cái khoảng cách ngồi cách xa nhau để thực hiện đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Y tế bên ban hành. Có bố trí các suất ăn liên hệ với các tỉnh thành đoàn để bố trí những địa điểm đưa đón cho đúng theo quy định cái kế hoạch đề ra. Mỗi tấm vé trao đi, một người con xa quê lại có cơ hội được về nhà đoàn tụ cùng gia đình sau một năm học tập lao động vất vả. Với ý nghĩa nhân văn đó, những chuyến xe mang Tết về nhà đã tiếp thêm động lực để các bạn sinh viên, thanh niên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập lao động, sản xuất, đồng thời lan tỏa tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.